ngày hôm nay B5 có đi chọn máy và trong buổi tối ngày hôm nay thì B5 có 5 cây iPhone đã qua sử dụng nhưng còn ở tình trạng zin chưa đụng ốc hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người đầu tiên em giới thiệu với mọi người một cây iPhone XS Max phiên bản quốc tế 64GB về ngoại hình thì mọi người có thể thấy là máy đẹp rất là xuất sắc em quay rất là sát rất là kỹ cho mọi người xem về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc và viên pin zin theo máy của cái máy này thì còn ở mức 81 phần trăm đối với chiếc máy này thì bên làm có tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin mọi người có thể yêu cầu bên em thay luôn vào máy nếu mà thay luôn thì bên em sẽ có video mở máy lần đầu tiên để gửi cho mọi người hoặc mọi người có thể yêu cầu bên em gửi kèm với máy ở trong hộp gửi về cho mọi người hoặc mọi người có thể không lấy pin và bên em sẽ trừ cho mọi người một khoản tiền à, chiếc máy này thì có mã số là 689 U và mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 600 nghìn mức giá này thì là giá chọn gói à, bên em đã miễn phí ship tặng phụ kiện chất lượng bao gồm cáp sạc ốp cường lực và tất cả những chiếc máy ngày hôm nay thì bên em đều tặng cho mọi người một bộ cáp sạc nhanh 20W à, Bên em bảo hành rất là lâu, bảo hành 12 tháng thay pin miễn phí 12 tháng bao zin không zin tặng máy và bao dung thử không ưng có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền mọi người nhé và tiếp theo là một cây iPhone XS Max phiên bản quốc tế 64g cũng là màu gold nhưng máy này thì ngoại hình chỉ đạt khoảng 96 phần trăm thôi mọi người nhé có thể là những bên khác sẽ bán 99 đấy. hoặc là 98 97 gì đó nhưng mà bên em bán 96 phần trăm thôi Đấy, về ngoại hình thì uh, xung quanh viên thì mọi người có thể thấy là đây có vết chảy uh, cấn này. Đấy. Đây có một vết chảy uh, một chút này mọi người. Đấy. Nói chung là xung quanh viên thì có chảy cấn Đấy. cũng uh, không nặng. Nhưng mà có tầm độ khoảng uh, 3 đến 4 vết. Uh, về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc và viên pin zin theo máy thì còn ở mức uh, 75% dòng iPhone XS Max ra đời cách đời 5 năm ra đời từ năm 2018 đến nay là 5 năm thì pin 75 thì cũng thuộc diện là bình thường Đấy, chiếc máy này thì bên em cũng tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin và máy có mã số là 769A mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 500 nghìn rẻ hơn được 100 nghìn so với chiếc máy còn là 99% mọi người nhé và tiếp theo là một cây iPhone XR phiên bản quốc tế 128g về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé em quay rất là sát rất là kỹ cho mọi người xem về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức rất là cao đối với dòng XR đến thời điểm hiện tại pin zin theo máy thì còn 93 phần trăm máy có mã số là 693G và mức giá bây giờ để cho mọi người là 6 triệu 300 nghìn mỗi người nhé và tiếp theo là một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 64G về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đúng ốc viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 83%. Chiếc máy này thì bên em cũng tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng. Origin mọi người nhé, mọi người không lấy pin thì bên em sẽ trừ cho mọi người một khoản tiền. Uh, pin 83% thì theo em nghĩ là đối với đa số người dùng thì vẫn còn đáp ứng đủ mọi người nhé. Tại vì dòng 11 thì pin cũng khá là trâu. Uh, máy có mã số là 989A và mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 300 nghìn và tiếp theo uh, cũng là một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 64G máy này thì có màu đỏ mọi người nhé về ngoại hình thì uh, đây có hai vết xước này nói chung là xung quanh thì có những cái vết uh, chóc sơn và trầy xước đây trầy xước này Về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc và viên pin zin theo máy thì còn ở mức 77%. Chiếc máy này thì có mã số là 698T và mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 200 nghìn rẻ được 100 nghìn so với cây đẹp 99 mọi người nhé đến đây thì bên em xin kết thúc video để đặt mua máy mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé cả hai số này của bên em thì đều có Zalo nếu ở trong video không có những chiếc máy mà mọi người muốn tìm thì cũng hãy inbox cho bên em khi tìm được máy chọn được máy phù hợp với những yêu cầu của mọi người thì em sẽ báo lại mọi người cảm thấy ưng ý thì mọi người chốt còn nếu không ưng ý thì uh, thôi Uh, vì uh, khoảng uh, 40% tức là gần một nửa máy của bên em khi mà chọn về thì có khách uh, chốt luôn rồi tức là luôn luôn có một lượng khách uh, đặt hàng trước bên em những cái nhu cầu khi mà chọn được máy uh, đáp ứng yêu cầu thì uh, những anh chị đó sẽ chốt luôn uh, bên em thì có hai cơ sở ở Hà Nội thứ nhất là ở số 40 võ thị sáu Hà Đông thứ hai là ở Yên Lộ Cẩm Yên Thạch Thất Hà Nội ở website của bên em là tuvanmobile.com với phương châm là hàng chọn giá thấp thì uh, như mọi người thấy là ở trong video này thì em cũng chỉ có 5 cây iPhone đã qua sử dụng uh, để giới thiệu với mọi người thì, thì đây là một số lượng rất là ít tại vì nó là hàng chọn Việt Nam uh, bao cho mọi người là chưa vặn bất cứ một cờ đốc nào tức là từ khi hãng bán mới ra như thế nào thì uh, bị Nam bán cho mọi người đúng cái tình trạng như thế mọi người nhé máy của bên em bán cho mọi người là hàng chưa bung mở chưa động chạm gì vào bên trong còn hiện tại mọi người mua trên thị trường thì đa số là máy chỉ là miền zin màn zin thôi đa số trong số đó là đã qua thay thế sửa chữa một hoặc là một số bộ phận có thể là sửa chữa rất là nhiều rồi nhưng mà bên người bán thì vẫn sẽ nói là hàng zin và về mức giá thì bên em cố gắng để cho mọi người với một mức giá thấp nhất hợp lý nhất có thể thấp là so với chất lượng máy tuyển chọn và chế độ bảo hành bán hàng rất là tốt. Chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Tung Vân Mobile. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.